Vâng, Hữu Trung và Mi kính chào quý vị và bà con nông dân đã dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước và lời tiên trong ngày mới Hữu Trung và Mi chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có một ngày làm việc thật hiệu quả vâng ạ và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đó là công ty phân bón mặt trời mới công ty phân bón hai phong và Liên minh hợp các xã tỉnh bình phước đã luôn đồng hành cùng với chương trình và anh hữu trung ơi Tây nguyên đán thì sắp đến gần rồi đúng không ạ vậy thì chắc chắn mọi người cũng đang nóng là muốn à, tìm hiểu các loài hoa để có thể trưng tết để có một cái mùa tết thật là an vui đúng không ạ chính xác là như vậy chị hồng ạ phải nói rằng khi mà muốn trưng hoa thì hoa là phải đẹp này phải thơm này và quan trọng nữa đó là tâm linh một chút đó là hoa phải có mang ý nghĩa may mắn hay là tài lộc cho chính gia chủ nữa ừ theo như Hồng My được biết là ngoài hoa đào này hoa mai thì có một loại hoa nữa mà đủ tiêu chí như anh hữu trung vừa nói luôn nha và một gợi ý nữa đó là hoa này thì đang được một nhà nông trẻ ở huyện bùi gia mập đầu tư nhân rộng đó ạ qua hai thông tin mà trường mi vừa cung cấp thì hữu trung đoán ngay rồi đó là hoa cẩm cù phải không ạ? Wow, đúng rồi đấy anh Hữu Trung ạ, à, đó chính là hoa cẩm cù. Và quý vị và bà con ơi, để biết cách trồng và chăm sóc hoa cẩm cù để chơi Tết như thế nào thì mời quý vị và bà con cùng tham quan khu vườn của anh Đỗ Văn Phúc ở xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp Bình Phước đứng đầu cả nước Người trồng điều Bình Phước chuẩn bị trong mùa thu hoạch điều 2024. Rõ ràng chăm mai phục vụ thị trường Tết. Hoa cẩm cù kiêu Sa đón Tết. Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Phước, trong năm, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 17.513 tỷ đồng tăng 10,25%, đóng góp 3,21% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh, cao hơn 1,04% so với năm trước. Với tốc độ tăng trưởng cao kỷ lục và đứng đầu cả nước, ngành nông nghiệp Bình Phước đã bứt phá và có đóng góp vào GDP của tỉnh vượt ngành công nghiệp xây dựng. Hiện toàn tỉnh có 424.754 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp, trong đó cây cao su và điều đứng đầu cả nước. Việc cấp mã vùng trồng nhằm phục vụ cho xuất khẩu được ngành đặc biệt quan tâm. Đến nay, tỉnh đã cấp được 48 mã số vùng trồng với tổng diện tích trên 3.801 ha. Lĩnh vực chăn nuôi có bước phát triển vượt bậc theo hướng công nghiệp hiện đại. Đặc biệt, ngành chăn nuôi tỉnh hiện đã thu hút được nhiều tập đoàn chăn nuôi lớn như CB, Zaffa Confit Việt Nam, New Hope. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Anh Minh yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã được phê duyệt, tiếp tục nghiên cứu phát triển các chính sách vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất theo chuỗi chế biến sâu, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển mô hình hợp tác xã, hoạt động thực chất hướng tới phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Hội Đông sân tỉnh, Hội Điều Bình Phước, các hợp tác xã trồng điều trên địa bàn tỉnh vừa có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Thương mại Đạo đức Na Uy về tình hình thực hiện dự án xây dựng năng lực hướng tới phát triển bền vững chuỗi cung ứng điều ở Việt Nam. Dự án do Tổ chức Thương mại Đạo đức Na Uy và các nhà bán lẻ và sản xuất thực phẩm đến từ vùng Bắc Âu tài trợ. Được triển khai từ năm 2019 đến nay, thông qua các chương trình tập huấn, hơn 1.000 nông dân trồng điều, nhà sản xuất chế biến điều trên địa bàn tỉnh đã được dự án cung cấp các giải pháp nâng cao kiến thức về nông nghiệp, lao động, môi trường hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng bền vững giữa người trồng điều, công ty chế biến và người mua. Bên cạnh đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc phục vụ chuỗi cung ứng cũng được hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho sản phẩm có thể đáp ứng yêu cầu của các nhà nhập khẩu đến từ thị trường Bắc Âu. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với phát triển bền vững chuỗi cung ứng hạt điều Bình Phước trong quá trình hội nhập hiện nay. Quý vị và bà con thân mến, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, nhất là đối với diện tích trồng điều thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước của chúng ta đã xây dựng dự án xem canh chăn nuôi dưới tán điều cho bà con nông dân vùng dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh đấy anh hữu Trung ạ. À? Vâng, và một trong những nội dung quan trọng của dự án là tổ chức tập huấn cho bà con nhằm trao đổi thông tin, khoa học kỹ thuật giúp cho bà con canh tác chăn nuôi hiệu quả hơn. Dự án sen canh chăn nuôi dưới tán điều được thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh sẽ mở 150 lớp tập huấn đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 800 học viên là nông dân vùng dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Tại các lớp tập huấn, nông dân được giới thiệu trồng sen các loại cây trồng dưới tán điều mang lại hiệu quả như là cacao, cà phê, gừng, nghệ, đinh lăng, dưới tán điều bà con còn có thể nuôi các loại gia cầm lấy thịt, lấy trứng và nuôi dê. Ngoài giới thiệu các mô hình, bà con còn được phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật chăm sóc, phát triển các loại cây con nêu trên để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và bà con nông dân ở thời điểm này thì người trồng điều trong toàn tỉnh Bình Phước đã và đang triển khai công tác chăm sóc, dọn dẫy để chuẩn bị cho vụ thu hoạch năm 2024. Và có mặt tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, địa phương có nhiều hợp tác xã trồng điều hữu cơ thì chúng tôi đã được chứng kiến một cái không khí lao động rất là khẩn trương và tất bật cùng với đó là niềm vui rất là phấn khởi của bà con với hy vọng là vào một mùa điều thắng lợi. Hợp tác xã hữu cơ số 1, xã Đồng Nai đang tập trung triển khai công tác dọn dãy lần lượt cho từng gia đình thành viên. Từ sáng sớm, không khí lao động đã rất khẩn trương, sôi nổi như ngày trước thì ra nhà ai nấy làm thì làm nó cũng lâu nhưng giờ lại hồi lại ba bốn người hay là năm sáu người đó mùng mỗi một nhà nó phải gom lại là đi chung một ngày nó cho một hết đám to đám nhỏ nó làm trong một ngày cho nó xong thì có vậy thấy thuận lợi Hợp tác xã hữu cơ số 1 xã Đồng Nai có 100% thành viên là bà con dân tộc thiểu số. Việc nâng cao nhận thức và kỹ năng canh tác cho bà con là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Ban giám đốc cũng như hội nông dân xã. Qua đó, xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất. Chuẩn bị vào cái mùa thay lá, và trước mùa thay lá cũng phải đi xem một lần, hai lần trong vườn. Thì khi mùa thay lá nhất, mùa thay lá là hay bị sâu, nên mà cũng khuyến khích bà con là cũng hay nhắc nhở bà con là nên thường xuyên và thăm vườn thì khi mà phát hiện các sâu bệnh thì phải báo ngay báo ngay cho À, hợp tác tức là bên hợp tác xã rồi sẽ à, cử một tức là phối hợp với à, nông dân xã. Nhưng mà để mà xem cái bệnh bệnh các bệnh sâu rồi để có một cái cách xử lý à, tốt nhất chuẩn bị cho mùa vụ năm 2024 thì hội nông dân xã cũng đã chỉ đạo cho hợp tác xã nông nghiệp cơ số 1 là à, vận động bà con là tập trung dọn vườn rồi phòng trừ sâu bệnh rồi à, nói chung là tại theo cái hướng hữu cơ nên là không nên dùng những cái thuốc mà bị cấm trên thị à, trên thị trường mà cấm nên cũng vận động bà con là tuân theo đúng cái bên đối tác mà đã thu mua sản phẩm của mình nên cũng bà con cũng tham gia rất là nhiệt tình và cũng áp dụng đúng theo cái hướng dẫn của bên hợp tác xã Hiện nay, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng có 6 hợp tác xã nông nghiệp với hàng trăm hecta điều. Phần lớn các hợp tác xã đang tập trung vào công tác chuẩn bị cho vụ thu hoạch 2024. Hy vọng thời tiết thuận lợi, cây điều ra bông đậu trái hiệu quả, bà con bán được giá, được mùa. thưa quý vị và bà con nông dân như vậy là chỉ còn một thời gian nữa thôi thì chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán giáp Thìn 2024 và ở thời điểm này thì người trồng mai phục vụ cho thị trường Tết cũng đang rất tất bật ở những câu chuẩn bị cuối cùng trong quy trình chăm sóc để có những chậu mai đẹp nhất chất lượng nhất đáp ứng nhu cầu của người chơi hoa. À vâng ạ, ở miền Nam của chúng ta thì nhu cầu chơi mai rất là phổ biến và người trồng mai thì cũng nhiều. Do vậy là người chăm mai phải có những kiến thức khoa học kỹ thuật và tay nghề vững vàng để có sản phẩm thật là tốt, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Hơn một tháng trước những chậu mai đã được anh Kiên thay đất bón phân. Cây nào cây nấy đều tươi tốt, tưng bừng sức sống. Tuy nhiên trận mưa trái mùa bất ngờ đêm trước khiến anh phải nhanh chóng phun nước để sửa axit. Cái trận mưa cháy mùa mà trong thời điểm này nó, nó ảnh hưởng đến cái cây mai là rất nhiều. Thứ nhất là cái cái cơn mưa cháy mùa, cái lượng axit nó cao, cái tỷ lệ đạm nó cao, nó làm cho cây mai nó chạy ngọn và nó bung bông bông sớm, nó, nó gọi là nổ bông, nổ bông thời điểm này thì sẽ sẽ sớm, nên chúng ta phải tưới, rửa lá, rửa, rửa lá cho nó đỡ đi, đỡ đi phần nào. Sau thời gian uốn nắn tạo hình và các kiểu thế, dáng, người trồng phải căn thời gian để gỡ dây cho cây phát triển. Đến thời điểm này thì chúng ta có thể gỡ ra được rồi. Để thứ nhất là cành nhánh nó đã ổn định, nó đã theo ý muốn của mình. Với thứ hai nữa mình gỡ ra trong thời điểm này là để cho cái cành nhánh nó khôi phục lại bình thường. Nó sẽ tạo được cái độ co giãn của của da cây rồi sẽ nó 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 sẽ không bị xiết cành nhánh thì nó nó sẽ sau này nó sẽ tạo được những cái mầm hoa nó sẽ đẹp hơn bóng sáng hơn với kinh nghiệm chăm mai lâu năm năm nay anh Kiên đã có sáng kiến đúc các chậu có rãnh bi để có thể xoay chậu dễ dàng hơn cái vòng xoay này là để cây mai của mình là cứ cứ nửa tháng là mình xoay cho nó một lần cho nó đầy đủ ánh sáng ánh sáng chiều và ánh sáng sáng cứ ví dụ như nửa nửa tháng này mình để bên này rồi mình nửa tháng sau mình xoay qua mặt bên kia rồi sau này là cành nhánh nó phát triển đều đều tàn nó không bị nép tàn với thứ hai nữa là sau này là cái cái bông của nó nó nở nở đều sắp tới chúng tôi sẽ là hướng cho bà con về những cái mô hình mới đặc biệt là mô hình khởi nghiệp như là mô hình trồng mai và sẽ chúng tôi sẽ là à, nhân rộng cũng như là thành lập tổ hợp tác hợp tác xã để càng ngày càng phát triển Quý vị và bà con thân mến không khoe sắc như hoa đào, hoa mai hay là hoa cúc nhưng mà hoa cẩm cù thì đẹp lặng lẽ kiêu sa và trong dịp Tết sắp tới đây thì người chơi hoa sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa đó là treo những chậu hoa cẩm cù để trang trí cho không gian xuân của gia đình thêm nhiều màu sắc hơn anh hữu trung à. Vâng và, và để biết thêm thị trường hoa cẩm cù và cách trồng cũng như là chăm sóc như thế nào thì mời quý vị và bà con nông dân hãy cùng tham quan vườn của anh Đỗ Văn Phúc ở thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, huyện Bù Sa Mập, tỉnh Bình Phước qua ghi nhận sau của các phóng viên bản tin kinh tế nông nghiệp. Từ chỗ yêu thích hoa cẩm cù, anh Phúc tìm hiểu cách trồng chăm sóc, giá trị kinh tế đầu ra và bắt đầu trồng kinh doanh từ năm 2021. Hoa cẩm cù có khoảng 450 loại, nguồn gốc từ rừng Việt Nam và ngoại nhập. Mỗi loại mang một vẻ đẹp riêng với nhiều màu trắng, vàng, hồng, đỏ, xanh, tím, đen. Về mặt phong thủy, hoa cẩm cù đem lại vượng khí, thu hút tài lộc vào nhà, dùng để trang trí không gian sống, tạo thành những mảng xanh, thư giãn, bình yên. Hiện anh Phúc đang trồng 5.000 m2 với 17.000 chậu thành phẩm và 120.000 cây giống. Giá bán một chậu thành phẩm từ 50.000 đến 300.000 đồng, riêng cây giống giá từ 15 đến 100.000 đồng một cây. Hiện vườn hoa cẩm cù của anh Phúc cung cấp cho thị trường toàn quốc thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử cái mô hình mà cái đem lại cái hiệu quả kinh tế cũng rất là rất là tốt và khả quan thì trung bình thì sau khi trừ chi phí và khấu hao thì một tháng thì cũng đem lại thu nhập từ 25 cho đến 35 triệu đồng cũng tùy theo thời điểm trong năm. Định hướng tiếp tục đó chính là mở rộng quy mô sản xuất và chuyên nghiệp hơn trong cái quá trình mà thao tác vận hành. Mình đang triển khai một số cái phương pháp đó chính là làm những cái không gian thực để cho mọi người có thể trải nghiệm trồng cây Hoa cầm cù thường được trồng bằng cách giam cảnh, giá thể trồng phải thông thoáng, thường là cho chấu, sơ dừa, vào đầu phộng, xỉ than. Thời gian trồng khoảng 2,5 tháng, cây cho nụ và nở hoa. Hoa có thể giữ lâu trong vòng 2 tuần mới tàn. Để cây phát triển tốt, cần bón phân hữu cơ, cung cấp đủ nước tưới vào mùa nắng. Ngoài ra, cần bổ sung phân bón lá, phòng ngừa dẹp trong giá thể và đọt non bằng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là một mô hình cũng rất hay và rất có giá trị kinh tế để nhân đó cho các hội viên và nhân dân trên địa bàn xã. Tôi nhận định là hiện nay đang có xu hướng phát triển, thì dự kiến ở bên hội đồng dân xã là cũng có cái hướng đề xuất với chồng Chí Phúc và cấp trên là có cái hướng là sẽ mở cái rộng ra hợp tác xã để đưa cái thương hiệu hoa cầm củ lên thương trường trong nước và quốc tế. Vâng, à, kính thưa quý vị và bà con nông dân, qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta thấy rằng không chỉ nhìn đẹp mắt mà với hoa cẩm cù thì còn có một điều đặc biệt nữa đó là nhờ mùi hương dễ chịu, có ý nghĩa may mắn, thu hút vượng khí vào nhà. Dịp tết này thì vườn hoa của anh Phúc đã chuẩn bị rất nhiều chậu hoa cẩm cù để bán ra thị trường phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. À, vâng ạ, và câu chuyện về hoa cẩm cù thì cũng đã khép lại bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi một lần nữa xin gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ là công ty phân bón Mặt trời Mới, công ty phân bón Hai Phong và liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.